Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Bản tin 24 giờ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay sẽ là phần tin cập nhật mới nhất về siêu bão Maia, cơn bão mạnh nhất thế giới có khả năng hình thành bão trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, siêu bão Nawa sau một ngày yếu đi do bão phải trải qua chu trình thay thế thành mắt bão. Đây là cơ chế bắt buộc phải diễn ra trong nội tại của siêu bão và quá trình này đã diễn ra thành công khi một mắt bão mới đã được mở với đường kính lên đến 45 km. Và quét sâu xuống bề mặt biển, đến nỗi chúng ta có thể nhìn thấy rõ màu xanh của biển khi quan sát ảnh mây vệ tinh trên kênh VS với độ phân giải rõ nhất. Cơn bão đang có những thông số vô cùng hoàn hảo cùng với sức gió hủy diệt. Nhật Bản thông báo là họ đã ước tính sức gió trong 10 phút là 205 km/h, tương đương với cấp 17, được gọi là Violet Jarvel, trong khi Hải quân Mỹ ước tính sức gió trong 1 phút là 270 km/h, đạt mức Superstar, áp suất tại tâm bão xuống đến còn 910 hPa. Nhiệt độ tại tâm bão là 20,03 độ C và nhiệt độ đỉnh mây cao nhất là âm 77,38 độ C. Có thể thấy cơn bão đang hoạt động và đạt mức độ hoàn hảo vô cùng, thậm chí là hoàn lưu của bão đã vươn lên đến tận tầng bình lưu. Như thường lệ, để có thể đánh giá được mức độ khủng khiếp của một siêu bão, chúng ta thường liên tưởng đến cơn bão Haiyan. Siêu bão Haiyan có điểm project là T8.0. Điểm cao nhất có thể đạt được siêu bão Mawar hiện tại đang đạt điểm là T7.5 theo đánh giá từ Nhật Bản và Hải quân Mỹ. Như vậy là với mức độ của Mawar đang tiệm cận với cơn bão Haiyan. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, bão Mawar nhiều khả năng sẽ đi qua những vùng nước có tiềm năng nhiệt độ cao kỷ lục và ở phần đỉnh trên của cơn bão hoạt động phân kỳ sẽ diễn ra vô cùng mãnh liệt trong từ 1 đến 2 ngày tới. Cho nên, theo các chuyên gia khí tượng, khả năng rất cao là bão Mawar có thể đạt được sức mạnh là ngang ngửa với cơn bão Haiyan. Hiện nay vẫn chưa có thể khẳng định được bão Mawar có đổ bộ vào quốc gia nào hay không, nhưng đã có thiệt hại ở quần đảo Guam thuộc lãnh thổ của Mỹ. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã công nhận Maia là cơn bão mạnh nhất thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Bắc Thái Bình Dương luôn luôn là nơi sản sinh ra nhiều bão nhất, cũng như là nơi có các siêu bão mạnh kỷ lục hoạt động hơn bất kỳ nơi nào khác ở trên trái đất, kể cả khu vực Đại Tây Dương cũng không bằng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay môi trường biển đang ở Biển Đông vẫn thuận lợi để hình thành xoáy thuận nhiệt đới, nhưng do dòng dẫn không thuận lợi dẫn đến không có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng cuối tháng năm này. Mới đây nhất, theo một mô hình dự báo của bão cho biết, sau khi cơn bão Maia đổi hướng đi chệch theo hướng đông bắc, thì đến khoảng ngày 3 tháng 6, ở khu vực phía đông miền trung của Philippines tiếp tục sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới, có khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng 5 ngày, là ngày 6 tháng 5, gần như là cùng vị trí mà bão Nawa vừa đi qua. Rất có thể cơn bão này sẽ đi qua Philippines và đi vào Biển Đông. Liệu rằng nó có thể trở thành cơn bão số 1 hay không? Diễn biến thời tiết trong những ngày sắp tới là rất phức tạp và khó lường. Để tránh bị động, mọi người, đặc biệt là ngư dân, cần chú ý theo dõi thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để chủ động phòng tránh. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, cập nhật chi tiết và sẽ gửi đến quý vị và các bạn diễn biến mới nhất của cơn bão này trong những bản tin tiếp theo. Tiếp theo là tin cảnh báo mưa rông và cảnh báo lốc xoáy, gió giật ở trên biển. Hiện nay mây rông đang phát triển ở khu vực Bình Định cho đến Cà Mau, từ khu vực Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Nam và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tiếp theo là tin dự báo mưa rông trên diện rộng và có quy mô lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chiều ngày hôm nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã có mưa rào và rông rải rác, cục bộ đã có mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 15 giờ hôm nay có nơi trên 40 mm, như là thị trấn Tân Sơn, Ninh Thuận 49,8 mm, Lâm Sơn, Ninh Thuận 47,8 mm, Đạ Long của Lâm Đồng là 40,4 mm. Mưa rông cũng đang xuất hiện rải rác tại nhiều nơi ở khu vực như Đắk Lắk, Đắk Nông. Mưa sẽ còn tiếp tục mở rộng và kéo dài đến chiều tối. Còn ở khu vực Bắc Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, mưa rông cũng xuất hiện dần. Dự báo trong chiều tối và đêm hôm nay, khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Có nơi trên 60 mm. Từ chiều tối hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa dông sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Kính thưa quý vị, mưa dông gió giật mạnh đã làm thiệt hại 34 căn nhà của người dân ở An Giang. Khoảng 14 giờ 30 ngày hôm qua, mưa lớn kèm theo dông gió giật đã làm thiệt hại 34 căn nhà của người dân trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tối qua, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đã thống kê xong thiệt hại do trận mưa dông xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc vào chiều hôm qua. Khoảng 14:30 ngày hôm qua, mưa lớn kèm theo dông gió giật đã làm thiệt hại 34 căn nhà của người dân trên địa bàn huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc. Tại huyện Phú Tân, mưa dông khiến 12 căn nhà ở các xã Hoàn Lạc, Phú Hiệp, Phú Long bị sập hoàn toàn, tốc mái, siêu vẹo từ 30 đến 100%. Thị xã Tân Châu có 21 căn nhà bị tốc mái siêu vẹo. Tại thành phố Châu Đốc, mưa dông gây thiệt hại cho một nhà dân ở phường Châu Phú A. Bước đầu, ngành chức năng An Giang không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Trong chiều qua, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai, Phòng thủ dân sự huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc đã đến gia đình hỏi thăm, động viên và chỉ huy lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố, bố trí chỗ ở tạm thời để ổn định đời sống của người dân. Đồng thời kiến nghị với Sở Lao động, Thương binh Xã hội phối hợp với các cấp huyện thực hiện thủ tục hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc. Tại Vũng Tàu, mưa to gió mạnh, nhiều cây xanh đã bị gãy đổ. Chiều nay, trận mưa to kèm theo dông gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường thuộc thành phố Vũng Tàu bị gãy đổ. Một số cây xưa trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Cu, Lê Hồng Phong bị tét cành, gãy nhánh. Đặc biệt trên đường Nguyễn Thái Học có cây gãy ngang cành, chắn hết một làn xe. Tuy nhiên, đa phần là cây loại nhỏ, có chiều cao từ 10 đến 15 mét. Ngay sau khi nhận được thông tin cây xanh bị gãy đổ, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu UBC đã cử công nhân nhanh chóng đến hiện trường để xử lý, giải tỏa cây xanh, đảm bảo phương tiện lưu thông trên đường. Hiện chưa thống kê được số cây xanh gãy đổ sau trận mưa chiều nay. Theo Đài khí tượng Thủy văn, trong gần 2 giờ, từ 14 giờ đến 16 giờ chiều ngày hôm qua, mưa đầu mùa xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh và sấm sét đã xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. Do ảnh hưởng của gió Tây Nam với cường độ trung bình đang mạnh dần lên, trong một vài ngày tới, khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Đài khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo trong mưa dông đầu mùa thường xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, lốc xoáy. Do đó, người dân cần đề phòng ra đường, không trú mưa dưới cây xanh, tránh tình trạng cây xanh gãy đổ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Bản tin 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.